Thưa quý vị, hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá năm nay, Việt Nam phát động tuần lễ quốc gia không khói thuốc từ ngày 25 cho đến ngày 31 tháng 5 với nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng trong phòng chống tác hại của thuốc lá, nhất là đối với giới trẻ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra hơn 8 triệu ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm. Hút thuốc lá cũng là một yếu tố tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và làm tăng mức độ nghiêm trọng của các bệnh về đường hô hấp. Tại Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Nẵng, hai năm 2019-2020, bệnh viện tiếp nhận gần 15.000 lượt. Riêng 5 tháng đầu năm 2022, có hơn 3.500 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị các bệnh lý về hô hấp. Trong quá trình công tác ở bệnh viện thì tôi nhận thấy là những đối tượng mà tới khám mà có hút thuốc lá thì các triệu chứng của bệnh lý so với những người không hút thuốc lá thường là nặng hơn, trầm trọng hơn và quá trình điều trị nó còn khó khăn hơn trong việc kiểm soát các triệu chứng và điều trị duy trì về sau. Bên cạnh đó thì những người hút thuốc lá ngoài cái bệnh lý về hô hấp mãn tính thì thường cũng kèm theo những số bệnh lý khác đi kèm theo như là bệnh về tim mạch như tăng huyết áp nè, sơ vữa mạch máu nè, bệnh mạch vành và đột quỵ, thường nhiều bệnh nền là phức tạp hơn. Kết quả điều tra về tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành năm 2020 cho thấy, so với năm 2015, tỷ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc giảm 3%, tỷ lệ hút thuốc lá chung giảm từ 22,5% còn 21,7%. Tuy nhiên hiện nay tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở độ tuổi thanh thiếu niên trong cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng lại tăng. Ban thường vụ đoàn đã đề nghị các cấp đoàn tuyên truyền mạnh hơn về các tác hại của hút thuốc lá và đặc biệt là thuốc lá điện tử. Vì hiện nay thì một số cái thanh niên có thể là lầm tưởng cái việc mà thuốc lá điện tử là không có hại tới sức khỏe và môi trường. Thì tuy nhiên thì các cấp bộ đoàn đã tuyên truyền về tác hại rất là nguy hiểm của việc mà hút thuốc lá điện tử này. Nghiên cứu cho thấy số người trẻ hút những loại thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có khả năng chuyển sang hút thuốc lá truyền thống nhiều hơn gấp 3 lần so với những người không sử dụng sản phẩm này. Tại Việt Nam, việc sử dụng thuốc lá đã gây ra nhiều tác hại tới sức khỏe, cũng như tổn thất về kinh tế cho người hút thuốc và gia đình họ. Vì vậy, Việt Nam cần tiếp tục tăng cường các quy định pháp luật để ngăn chặn việc lưu hành các sản phẩm thuốc lá mới nhằm giảm tỷ lệ hút thuốc và bảo vệ sức khỏe thanh thiếu niên. Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử để bảo vệ sức khỏe và môi trường. Đây là chủ đề cuộc thi sáng tác video clip trên ứng dụng TikTok do Trung ương Đoàn phát động, nhằm góp phần chung tay xây dựng cuộc sống không khói thuốc lá để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, cộng đồng.